thì mình sẽ hỏi Hiếu chân voi là làm nào để stand được lâu. Nào Hiếu, như nào để stand được lâu? Người yêu cháu bảo stand phải trên 5 phút thì mới yêu tiếp, dưới 5 phút thì chia tay. Thế bây giờ có người yêu chưa? Cháu chưa. À, thế chứng tỏ ngày xưa có người yêu là stand chưa đủ 5 phút đúng không? Vâng. Ok, thế bây giờ là stand được gần 15 phút rồi, xứng đáng là có 3 người yêu rồi các bạn nhá. Hello anh em, và ngày hôm nay thì Hiếu Chân Voi và Uyên Tú Su, hai chị em rất là muốn tỉ thí với nhau ở cái mảng stand. Thì ngày hôm nay thì HTMI chỉ làm ban giám khảo thôi, và ai thắng thì sẽ được một món quà là một chiếc đèn hậu LED loại xịn, còn ai thua thì đành phải nhận một cái dây cuốn ghi đông nhá. Và bây giờ cuộc chơi của chúng ta bắt đầu. Ok. Anh nào xong nhé, nào. Bấm giờ nha các bạn nhá. Mình có bấm giờ nhá. Bố lên, trên này. Và mình cả một cái cuốn này. Bố lên nhá. 1 phút 30 giây anh em nhá, 1 phút 30 giây rồi. Xem nào, 3 đến 5 phút không nhá. Anh em yên tâm một điều là qua HTMI vui chơi có thưởng anh em nhá. À bây giờ mình phỏng vấn ông cháu một chút này. Thế là cháu thích món quà nào? Cháu thích đèn led. Đèn led ok. Thế Uyên thích cái gì? Cháu mới mua dây cuốn rồi. Cháu mới mua dây cuốn xong mới đèn tí. Những người 30 triệu đến 70 triệu như mấy bà hàng xóm nói thì phải rất canh giác với canh sạc. Ok. 1 2